Sự cố này ước tính khiến Samsung mất gần 5 tỷ đô la Mỹ doanh thu trong năm nay, và chưa kể tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh và danh tiếng của công ty. Chiến lược nhanh chân của Samsung vô tình đã gây sức ép lên dây chuyền cung ứng, và những sự cố về chất lượng là điều không tránh khỏi. Trong năm ngoái, Samsung cũng... Tôi đã từng định mua Note 7 khi ra mắt, nhưng với những điều vừa xảy ra, tôi không nghĩ là mình sẽ mua nó nữa.